Rồi. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và ở video này thì Khả đang làm lại cho những anh em nào chưa xem video này thì có thể xem lại nha anh em ơi. Và buổi tối ngày hôm nay thì Khải sẽ hóng binh tiếp tục cái hút nội lực xấu nha anh em. Khải sẽ hóng binh tiếp tục cái hút nội lực xấu nha anh em ơi. Đây, Khải chuẩn bị đầy đủ nha anh em ơi. Hay. Hóng binh 5 lần thì nó sẽ tốn 200 khoảng 250 phút duyên. Khải đổi thêm phút duyên nữa. Thiếu phút duyên rồi. 250 phút duyên nè mày. Đợi mới có 200. Đợi Khải đổi thêm 3 bình nữa. 250 phút duyên. 5 bình nữa. Cho chút. Đây. Là mới đủ hoán được nè. Chuẩn bị đầy đủ các kiểu mới đầu hoán nè. Tối nay có gắng làm 5 phát. Tôi không biết có lên được cái đại phong đao không em. Nói chung là đang hóng lên cái đại phong đao để cầm đi chan lắm em. Cầm đi chan con lôn, cầm đi chan này nó khỏe lắm em. Đây, được 5 lần nè. 5 lần, đó cho anh em xem. Đầy đủ thì tin cho anh em, mỗi loại 5 viên cho anh em. Mỗi loại 5 viên cho anh em. Với 1 casu. Với 250 vạn. Với 250 phút duyên. Đó, đầy đủ chưa? Đúng chưa? Đúng chắc chưa? Đây. Rồi, vô. Không đợi anh em chờ đợi lâu. Anh em đang xem thì cho Khải một like, chia sẻ chuẩn bị nha anh em ơi. Chúng luôn tùng hoàng nè. Lấy thì nhận hóa nó cho ra đau à. Rồi, ok. Bây giờ thì Khải sẽ hóa con Thúy Yên này một lần đầu tiên thôi. Và lần đầu tiên lên hay không lên thì Khải sẽ chuyển sang thiên nhẫn nha. Đó, hôm qua đỡ anh em, không đỡ anh em chờ đợi lâu. Con này Khải sẽ hóng binh một lần nha anh em. Khải sẽ hóng binh một lần rồi sau đó Khải sẽ chuyển sang ngạc thiên nhẫn để hóng binh tiếp tục nha. Đấy, theo ý của anh em luôn. Khải sẽ hóng binh tiếp tục ngạc thiên nhẫn cho anh em xem được Khải lắp ngạc thiên nhẫn luôn. Đó, theo ý của anh em. Khải sẽ nhường 4 lần lại để thiên nhẫn đập này. Khải sẽ nhường 4 lần lại cho thiên nhẫn nha anh em. Tại vì Thúy Yên hóng binh cũng 5-6 lần rồi mà không lên anh em. Chán vãi. Lần này là lần thứ sáu nè. Thứ yên lần này lần thứ sáu rồi nè. Rồi, có lên hay không lên thì Khải sẽ chuyển qua con thiên nhẫn hóng binh tiếp tục nha. Đó, theo ý anh em luôn. Chuyển thiên nhẫn hóng binh. Rồi, thiên nhẫn đứng sẵn luôn rồi nè. Đó, thiên nhẫn đứng sẵn luôn. Rồi. Chẻ cái sông đào ra. Đổi mỗi lần một tinh sắc thôi. Ok, đổi mỗi lần một tinh sắc thôi. Theo ý anh em luôn. Vô nè. Khải sẽ quất cái lần đầu tiên anh em ơi. Một lần một tinh sắc đúng không? Rồi, bắt đầu ép nha anh em. Khải sẽ đỡ này đỡ Khải giấu bên dưới rồi cái gì Khải sẽ bó cho anh em xem nha. Một lần một tam sắc thôi đúng không? Ok nè. Rồi, giấu dưới nha anh em, giấu hành trang dưới này nha. Rồi, xúc nè. Vô nè anh em ơi, vô nè. Vô nè, rồi thất bại. Nếu mà thất bại này thì đỡ Khải đọc thêm một lần nữa anh em. Nếu thất bại này tỷ lệ sâu rất dễ dàng lên đao. Thất bại lần đầu nha anh em ơi. Thất bại rồi, mất vật phẩm về lại sông đao. Tiếp tục lần 2. Anh em cứ bình tĩnh anh em ơi. Trời ơi, người ta đang ép ra nên người ta không hối mà anh em hối. Hối anh em. Anh em cứ bình tĩnh anh em. Rồi tiếp tục lần 2 nha anh em ơi. Lần 2 rồi, còn 3 lần này Khải sẽ nhường cho con thiên nhẫn ép nha. Khải nhường cho con thiên nhẫn ép nha anh em. Anh em cứ hối làm người ta rối, anh em cứ từ từ bình tĩnh anh em. Khải còn ép cho anh em xem nhanh mà, đâu phải chờ đợi lâu làm gì. Muốn câu view nãy giờ Khải đã không muốn ép rồi anh em. Rồi vô nè. Lần này nữa không lên thì là Khải sẽ chuyển qua thiên nhẫn nha nè. Khải chuyển qua thiên nhẫn nha. Đó, một tam sắc thạch đứng sẵn nè. Đó. Rồi, anh em cho một like chia sẻ này, lên nè. Lên nè. Lên nè. Không biết cái gì nha anh em ơi. Rồi, khui. Khui anh em ơi, khui nha. Phải đúc phục nhiên nữa, khổ nè. Khui. 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 Trời ơi, phi đao. Ai, nếu mà kiểu này phải rút phúc duyên thì không được rồi anh em ơi. Phải rút phúc duyên thì không đủ phúc duyên rồi. Tại vì trong này tròn điểm thôi anh em ơi. Thôi thì ở cái video này thì Khải sẽ tiếp tục đập Thúy Yên anh em ơi. Tiếp tục đập Thúy Yên nha. Nếu video này không lên thì ngày mai Khải sẽ đập thiên nhẫn. Cái này Khải đập hết là khoảng hơn 15 kim rồi anh em. Lần này mà không lên đao là hơn 15 kim rồi anh em. Chưa tính phôi nha. Rồi tiếp tục này. Định đập thiên nhẫn mà quên mất cái vấn đề là mình rút ra anh em.
mình rút phút duyên ra là phải đổi phút duyên lại thiếu điểm nữa. Thì thôi, cứ đỡ mình chơi 3 phát cuối này đi. 3 phát cuối này rồi Khải sẽ nghiên cứu ngày mai hoặc là ngày mốt nghiên cứu mua thị tinh rồi đập tiếp. Ok, đây là bát thứ hai đập cái vũ khí hút nỗ lực nè mày. Chua quá nè mày. Chua quá. Tiếp tục này. Đèn lắm mà quá đen rồi nè mày. Hơn đổi binh khí. Lần này là lần thứ 7 rồi nè mày. Vô nè. 1 2 3 lên nè. Boy nè mày. Khui. Tiêu, trời ơi. Má phi đao sang tiêu vãi thiệt. Phi đao sang tiêu nè mày. Trời ơi, từ phi đao sang tiêu, tất cả các môn phái, tất cả vũ khí nó ra gần hết rồi nè mày. Tiêu giờ ra gì đây trời, còn hai phát cuối nè mày. Đó, phục viên còn đúng 100, tiền vàng đúng 100 thôi. Trời ơi, ra liên tục mà ra toàn vũ khí ở đâu khác một trời. Hơn cái vũ khí này khai úp gần hơn 1 triệu rưỡi rồi nè. Cố gắng nè, tiếp tục nè. Hai phát cuối nè em ơi. Nói chung lên là ngon rồi mà không ra vũ khí mình cần nè. Rồi tiếp tục nè. 1 2 3 4 5. Ôi cái gì vậy? Nó báo gì vậy? Ủa sao nó không báo vậy ta? Anh em ơi, ủa sao nó không báo anh em? Thôi bọn dưới này lại này. Phần lần đó vì sao vậy? Lại này anh em. Ủa sao nó không báo vậy hết trời? Lại này anh em ơi. 1 2 3 4 5. Rồi thất bại. Rồi to rồi anh em ơi. Vãi thiệt, không lên cái đao luôn em. Mất xịt liên tục. Đập nãy giờ có 5 lần xịt 2 lần rồi. Hút máu vãi anh em. Anh em thấy hút máu cơ. Trời ơi, mất mớ tiền em ơi. Rồi phát cuối. Xịt 2 lần chưa hết đạn 5 lần. 5 lần xịt 2 lần. Trắng gơ gốm em. Đúng trắng luôn em ơi. Anh em cho một like chia sẻ. Cố gắng lên này em ơi. Phát cuối nè em ơi. Rồi phát này phát quyết định cuối cùng. Thiên nha. Thiên nó đen quá em ơi. Nếu không lên thì ngày mai chuyển nhân thiên nhẫn thôi. Đây thiên nhẫn này. Ngày mai chuyển thiên nhẫn thôi. Vô này. Nhỏ quá. Rồi ép thanh sát thạch này. Nhỏ dưới trời. Rồi lên này. Lần cuối nha em ơi. Không biết gì nè em ơi. 1 Khải sẽ đếm đến 5 nha. 1 2 3 4. Rồi lên. Lần lần cuối rồi nè em ơi. Rồi cái này khui nè em ơi. Anh em cho một like chia sẻ là khui nè em ơi. Cái này phát cuối nè em ơi. Khải hết rồi nè em ơi. Phát này phát cuối rồi. Đen thật sự nè em. Rồi lên nè. Rồi lên như đây. Rồi xong ton. Lại xong đao. Ton vãi liền. Xong đao nữa nè em ơi. Chán rồi. Thôi cái gì khai ốc clip luôn nha em ơi. Khai ốc clip này nha. Anh em đang xem thì ủng hộ một like chia sẻ nè em ơi. Trời ơi tính ra hoãn binh gần 15 kim hơn 1 triệu đó anh em. Không 1 triệu chưa tính phôi á. Hôm qua 4 nhát hôm nay 5 phát rồi. Hơn 1 triệu rồi anh em ơi. Hơn 15 kim rồi vẫn không ra đại phong đao. Thiệt chứ khổ vãi. Mất mớ tiền nè em. Ý chảy luôn thiệt chứ. Đen vãi. Thôi chung là số đen rồi. Số nhỏ nè mà chịu thôi nè mà. Thôi cái gì hẹn em khi khác. Những video khác Khải sẽ không bên tiếp tục nha. Còn mấy thị tinh này thị tinh khó nè mày. Rồi bỏ vào rương thôi. Nhỏ quá nè mày. Đen quá đen. Chung là 10 lần rồi nè. 10 lần rồi không ra cái đao. Vãi thiệt. Bên cây cái đao VIP No 1 server thì hóng 15 lần. 15 lần mới lên được cái đao. Giờ cái này 10 lần rồi. Vãi thiệt. Biết nhiêu tiền rồi nè. Không hiểu được. Nói chung là không hiểu được cái chế độ của đâu có tiêu rồi. Khó hiểu.
10 lần nữa anh em. Nhỏ vãi rồi. Thôi đi ngủ luôn anh em ơi, chán rồi anh em. Khéo hộp đi ngủ luôn nha anh em ơi. Hẹn anh em ngày mai tiếp tục lên livestream anh em. Hôm nay chắc Khải đi ngủ luôn anh em ơi, buồn quá, quá buồn anh em ơi. Xin 2 cây, xin 1 cây cho 2 cây luôn, chán thiệt chứ. Thôi, quá buồn anh em ơi. Chia buồn rồi, video này đúng quá buồn anh em ơi. 5 phát liên tục mà không lên được cái đau, vãi nồi xịt 2 lần mới chán chứ. Nhỏ vãi nồi. Kiểu này chắc phải ngày mai phải đập tiếp một thứ yên anh em. Đập tiếp thứ yên nó mới lên được anh em. Không muốn đập qua thiên nhẫn rồi. Tầm này Khải phải đập tiếp tục thứ yên cho nó lên mới được. Ok, bây giờ thì Khải up luôn livestream nha anh em ơi. Nói chung hoạt động ngày nay thì cũng khá là xong rồi. Hoạt động bàn cũng xong, giá tạo cũng xong rồi. Bây giờ cũng không còn cái gì nữa luôn anh em ơi. Bây giờ thì Khải xin phép up video, up livestream luôn nha anh em ơi. Và chúc anh em ngủ ngon nha. Hẹn anh em ngày mai tiếp tục livestream nha anh em. Ok, bye bye anh em, bye bye mọi người.